phải là bán nước ông, nằm bên tay trái ở đây là bán nước tay nghiệp. Đi xuống bên trong của bán nước tay nghiệp. Đi xuống bên trong của bán bên tay phải sẽ là Phật Ananda, bên tay trái sẽ là Phật Ca Diếp. Thì Ananda là tổ sư thứ nhất và Ca Diếp là tổ sư thứ hai. Đây là hai vị tổ sư thứ nhất và thứ hai của Phật giáo. Còn lại ở đây thì bên tay phải ở đây là đặt ban Đức Ông. Đức Ông là ai ạ? Đức Ông là người đã dắt vàng toàn bộ khu vườn Thượng Uyển Ca, lúc đó là giảng đạo. Nằm bên tay trái ở đây là Đức Thánh Hiền, người đã có công rất lớn mang Phật giáo về với khu vực Đông Á. Thì thưa đoàn nhà mình là Đức Phật Thích Ca thì sinh ra tại đất nước Ca Tỳ Duy Vệ, nằm giữa Nepal và Ấn Độ. Khi mà ông sinh ra, ông đã bước được 7 bước, một tay chỉ lên trời và một tay chỉ xuống đất và nói rằng là gì ạ? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Tức là trên có trời, dưới có đất, duy chỉ có mình ta là tồn tại hơn cả. Thế thì câu nói này không phải là thể hiện cho cái sự đắc ý hoặc là đắc thắng của ông, mà thể hiện rằng là gì ạ? Nó là một cái điểm báo trước, sau này thì ông sẽ là người đắc đạo đầu tiên. Và rất là nhiều tu sĩ ở trong rừng, khi mà xuống thấy người được sinh ra xuống và đã nói rằng là gì ạ? Đã khóc vì nói rằng là không thể sống lâu để đợi đến lúc người đắc đạo được. Nếu như người làm vua sẽ trở thành vua của các vị vua, nếu như người đi tu thì người sẽ là người đắc đạo đầu tiên. Và khi mà người sinh ra, vì sao người lại bước được 7 bước ạ? Lúc đó thì đã có 9 con rồng phun nước cho người tắm. 7 bước là 7 là tổng của con số 3 và 4 đúng không ạ? 3 tức là gì ạ? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Còn 4 là gì ạ? Trải nghiệm qua không gian đông tây nam bắc. Tức là khi mà người vừa sinh ra thì đã trải qua được, đấy là diện vượt qua được cái giới hạn giữa đông tây nam bắc rồi, cũng như là giới hạn không gian và thời gian. Thế thì sau này để đảm bảo rằng là người sẽ là người nối ngôi thì bắt đầu là cha của người đã làm gì ạ? Nhốt ở trong cung, và đến mãi đến khi người 9 tuổi mới lần đầu tiên được xuất cung. Và khi mà ra khỏi cung ạ, điều người đầu tiên thấy rằng là gì ạ? Gặp những cái người già yếu, bệnh tật, ốm đau, sau đó thì gặp người chết.
người con thì khóc lóc cho người cha của mình, rồi lại cái cảnh đói khát ở phía ngoài đó. Thì ông rất là buồn rầu và ông rất là lạ bởi vì lần đầu được nhìn thấy. Sau đó thì ông ra ngoài ruộng, ông nhìn thấy một người nông dân đang xới đất và có con giun nổi lên. Sau đó thì con chim nó ăn con giun. Và lúc đó ông nghĩ rằng là gì ạ? Nếu như người nông dân không xới đất thì con chim sẽ không ăn được con giun và con giun sẽ không chết. Sau đó thì ông bắt đầu có một cái tâm niệm là sau này sẽ cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi cái bể khổ. Và đến 55 tuổi thì ông đã được cha của mình gả vợ cho. Tuy nhiên thì sau khi mà sinh được một người con trai thì trong một đêm mưa gió, ông cùng với lại một tùy tùng của mình bắt đầu lên ngựa và trốn vào cung. Sau đó ông đi vào trong rừng và ông tu. Đầu tiên là ông tu theo lối khổ hạnh ạ. Tức là mỗi một ngày ông chỉ ăn một hạt kê và uống một ngụm nước. Sau đó thì cơ thể của ông là rất là gầy gò, ốm yếu và chỉ còn da bọc xương thôi. Sau đó ông đi xuống dưới con sông Hằng. Con sông được mệnh danh là gì ạ? Là con sông tổ của khởi nguồn cho sự sống của Ấn Độ, đúng không ạ? Và tại đây thì ông đã được một người phụ nữ chăn dê cho uống một bình sữa dê. Sau đó thì ông tiếp tục là đi về hướng đông và ông tu ngồi dưới gốc cây bồ đề. Tu 47-49 ngày thì ông đắc đạo. Và ở phía trong đây ạ, sẽ ở phía trong tường ạ, toàn bộ cái khu ở phía trong nó sẽ là đá gạch là gì ạ, được nhập từ bên Indonesia ở dưới khu vực miệng núi lửa về, và làm gì ạ, khắc toàn bộ cái quá trình từ lúc ông sinh ra cho đến khi ông đắc đạo được chạm trổ và được dán hết ở bốn bức tường ở phía trong đấy. Và sau này thì khi mà ông qua đời đến lúc mà ông nhập niết bàn, vẫn luôn là thể hiện cái sự thoải mái trên cái khuôn mặt của mình, và giống như là cái bức tượng ngọc mà chúng ta vừa nhìn thấy, cũng như là bức tượng Thích Ca nhập niết bàn ở khu vực cổng tam quan khi mà chúng ta vừa mới di chuyển vào, đúng không ạ? Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến với lại ngôi điện trên cao nhất, đó là điện Tam Thế. Thì xin mời nhà mình ạ.